nóng, bắt nhóm dùng dao, búa khống chế con đại gia cướp gần 3 tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. MS cùng hai người giúp việc đang ở nhà thì nghe tiếng chuông gọi cửa. Khi người giúp việc mở cửa thì bị nhóm đối tượng dùng dao, búa khống chế trói lại rồi cướp gần 3 tỷ đồng. Ngày mùng 10 tháng 4, phòng cảnh sát hình sự PC02, công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công an quận 5 vừa bắt giữ băng nhóm dùng dao, búa khống chế cướp gần 3 tỷ đồng hết sức táo tợn trên địa bàn. Trước đó, Tối ngày mùng 9 tháng 4, gia đình của MS sinh năm 2008 tại căn nhà đường Trần Bình Trọng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đi ăn tối nên để MS cùng hai người giúp việc ở lại nhà. Khi gia đình này đi khỏi thì có một thanh niên tới bấm chuông gọi cửa nói là giao túi hàng. Nghe tiếng chuông gọi cửa, Lê Thị Hồng, sinh năm 1987, là người giúp việc, ra mở cửa thì bất ngờ thanh niên đẩy Hồng ra sông vào nhà. Tiếp đó, một thanh niên khác đi vào rồi khép cửa cổng lại. Khi vào trong cả hai lấy búa, dao trong túi ba lô uy hiếp không chế S cùng Hồng và Lê Thị Dư, sinh năm 1950, là người giúp việc, trói lại bằng dây. Tiếp đó, cả hai kẻ dao vào người em S và dắt lên tầng trên yêu cầu đọc mật khẩu để mở cửa phòng. Tại đây, cả hai lục lọi lấy nhiều tiền Việt, đô la Mỹ bỏ vào ba lô rồi đi xuống dưới. Sau đó, cả hai nhanh chóng chạy ra ngoài lên xe đồng bọn tẩu thoát. Người giúp việc cùng cháu S báo cho gia đình và công an. Nhận tin. Phòng PC02 phối hợp cùng công an quận 5 có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Gia đình cho biết, tài sản bị cướp gần 3 tỷ đồng gồm tiền Việt và đô la Mỹ. Sau 2 giờ, bằng nghiệp vụ trinh sát công an đã ập vào căn nhà trọ ở đường số 1, phường An Lạc, quận Bình Tân bắt giữ nhóm đối tượng gồm Nguyễn Quốc Thái, sinh năm 1994, Lê Hồng Khanh, sinh năm 1980, Trần Minh Trung, sinh năm 1985, Bùi Thị Thảo sinh năm 1996, là vợ của Khanh. Khám xét căn nhà trên, công an thu giữ nhiều tiền đô la Mỹ, tiền Việt. Qua làm việc, nhóm này thừa nhận chính là thủ phạm thực hiện vụ cướp ở căn nhà đường Trần Bình Trọng, quận 5. Từ lời khai, công an bắt giữ thêm Hồng, Dư. Hiện công an đang điều tra mở rộng. Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự, lấy lời khai nhóm 7 đối tượng. Đang chú ý nhóm đối tượng này hầu hết đều là người trong cùng một gia đình. Bà lão 72 tuổi, làm giúp việc tại gia đình khoảng 10 năm, biết gia đình gia chủ thường xuyên để nhiều tiền trong nhà nên đã nảy sinh lòng tham, đã bàn bạc cùng người giúp việc khác, đã làm tại đây 30 năm, lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện giã tâm này, bà lão 72 tuổi đã bàn bạc cùng người thân và lên kế hoạch cướp tài sản. Sau khi lên kế hoạch chi tiết, băng cướp chuẩn bị hung khí rồi chờ thời cơ chín mùi để hành động. Nhờ có tay trong bày mưu dẫn lỗi, chỉ trong 20 phút nhóm đối tượng đã lấy đi của gia chủ hơn 2 tỷ đồng. Dù lên kế hoạch tỉ mỉ, nhưng chưa kịp ăn mừng thì cả băng cướp đã bị bắt về quy án sau 2 giờ phá án thần tốc. Người dân nên cảnh giác tiền mặt để ở nhà và người giúp việc thân cận có thể nảy sinh lòng tham dù đã ở cùng 10 năm hay 30 năm. Đây là bài học cho kẻ tham lam và cả niềm tin đã mất của gia chủ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.